Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Sẹo tuy không phải là bệnh lý nghiêm trọng của da, nhưng mà nó sẽ khiến cho mọi người mất đi sự tự tin trong giao tiếp. Trong video lần trước thì em Hoa đã chia sẻ tới mọi người về chủ đề sẹo và cách điều trị sẹo. Em Hoa nhớ là khi đó em đã từng giới thiệu qua cho mọi người về một loại thuốc có thể điều trị hiệu quả được sẹo lâu năm. Đó chính là kem trị sẹo Scalhell của Mỹ. Và sau khi em đăng tải video đó lên thì đã có rất là nhiều người quan tâm và ủng hộ em. Vì thế nên là hôm nay em làm tiếp video này để review cụ thể hơn cho mọi người về dòng kem trị sẹo này ạ. Vậy thì nếu ai chưa tìm được sản phẩm điều trị sẹo tốt, hay là những ai đang cần tìm hiểu về dòng kem trị sẹo này, thì em xin mời mọi người cùng theo dõi video ở dưới đây ạ. Đầu tiên đó là về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Kem trị sẹo Scalhell là do tập đoàn Scalhell của Mỹ sản xuất. So với những dòng kem trị sẹo khác thì Scalhell chính là sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội nhất. Và nó cũng chính là sản phẩm được các chuyên gia da liễu đánh giá là có thể điều trị được các loại sẹo lâu năm mà những dòng kem trị sẹo khác không thể làm được. Sản phẩm này có tất cả là hai dòng ạ. Dòng thứ nhất đó là dòng kem trị sẹo thâm và lõm, tên của nó là Sky Exotique. Dòng kem trị sẹo thứ hai đó chính là dòng kem trị sẹo lồi, tên là Rerovacil. Đầu tiên, em Hoa sẽ đi phân tích vào sản phẩm Sky Exotique ạ. Đây chính là lọ kem trị sẹo Sky Exotique mà em Hoa vừa nhắc đến ạ. Lọ Sky có dung tích bé nhất đó là 10g, sau đấy là 30g và 60g. Phần thứ nhất đó là phần thiết kế của sản phẩm. Vỏ hộp bề ngoài thiết kế rất là đơn giản, có màu trắng pha với xanh. Tất cả những thông tin trên sản phẩm đều in bằng tiếng Anh. Ở đây có in chữ Made in USA và đây chính là mã vạch của sản phẩm ạ. Trên bao bì có in rất là đầy đủ về công ty Scalhell, có địa chỉ và số điện thoại công ty bên Mỹ luôn ạ. Đây chính là mẫu mới của sản phẩm Scalhell Exotique. Dưới đáy của vỏ lọ thì có in hạn sử dụng. Số in này thì đều dập nổi bằng máy. Mà em Hoa thấy ở những sản phẩm giả ấy thì không có in hạn sử dụng, hay nếu như mà có ấy thì cũng chỉ in bằng mực, chứ không có bằng máy như hàng chuẩn đâu ạ. Và đây chính là số lô của sản phẩm. Hàng nhái thì đương nhiên là sẽ không có số lô đâu ạ. Sau đây, em Hoa sẽ đi phân tích về thành phần của kem sẹo Sky Exotique ạ. Thành phần quan trọng nhất nó mang lại hiệu quả cao so với Sky Exotique đó chính là hóa chất Onion Extra Cream. Hóa chất này được chiết xuất từ củ hành tây. Chất này có khả năng kháng viêm và tăng sinh collagen. Nhờ đó, cơ thể có thể sản xuất đầy đủ lượng collagen để tái tạo và phục hồi da. Mà thực sự như mọi người đã biết, sẹo lõm hình thành chính là do sự thiếu hụt collagen rồi đúng không ạ? Thành phần tiếp theo đó chính là glucosamine. Glucosamine nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phục hồi các sợi collagen, tăng sinh tế bào. Từ đó nó có thể giúp da làm đầy các sẹo lõm. Một thành phần cũng rất là quan trọng nữa đó chính là collagen Q10. Collagen Q10 nó có thể mang lại năng lượng cho tế bào, giúp cho tế bào da được sửa chữa những bất thường và từ đó nó có thể hồi phục da lại trạng thái y như ban đầu luôn ạ. Ngoài ra thì trong kem trị sẹo Sky cũng chứa thêm một số hoạt chất, ví dụ như là pinozenol. Pinozenol được chiết xuất từ vỏ cây thông, có khả năng giúp chống oxy hóa và cải thiện sự đàn hồi của da. Tiếp đến là vitamin C, vitamin A. Hai loại vitamin này đóng vai trò rất là quan trọng trong việc giảm thâm, giảm đỏ và giúp da sáng hơn. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi tổn thương của da. Tiếp đến đó là Anica Extra từ hoa cúc hay là chiết xuất từ cây rong biển, có khả năng giữ ẩm, làm mềm da, mịn da, giảm sưng đỏ, giảm đau cho da. Vậy thì công dụng của Sky Exotique là gì ạ? Dạ vâng, kem sẹo Sky Exotique dùng để điều trị sẹo thâm và sẹo lõm lâu năm. Mà cụ thể hơn đó chính là loại sẹo thâm lõm do mụn trứng cá, do thủy đậu hay là do tai nạn để lại ạ. Không chỉ điều trị được sẹo thâm lõm mới mà kem trị sẹo Sky Exotique nó còn có thể điều trị được sẹo thâm lõm lâu năm. Mà ở những dòng kem trị sẹo khác thì em Hoa thấy không làm được điều đó ạ. Bôi kem trị sẹo Sky Exotique thì nó có thể lấp đầy các vết lõm, vết rỗ trên bề mặt của da. Ngoài ra thì nó có thể làm mờ các vết thâm sạm, vết đỏ hay là các bớt sắc tố da như là melanin đậm dưới da. Thành phần vitamin A và vitamin C có trong kem sẹo sẽ giúp da được trắng sáng và mịn màng hơn. Nên là nhiều người cứ hỏi là tại sao mà tôi điều trị sẹo xong mà mặt tôi nó lại trắng thế, sáng thế là như vậy đấy ạ. Đó là với kem trị sẹo lõm, còn với sẹo lồi thì như thế nào ạ? Và loại kem nào có thể điều trị được sẹo lồi đây ạ? Sẹo lồi hình thành là do sự tăng sinh quá mức của collagen.
Sẹo lồi nó không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà nó còn gây đau đớn, gây ngứa nữa đúng không ạ? Vậy thì không để cho mọi người chờ được lâu thêm nữa, ngay sau đây em xin giới thiệu tới mọi người một dòng kem trị sẹo lồi của hãng Skahel, đó chính là Rerovacin. Ngoài những hoạt chất cơ bản có trong Skahel que mà em Hoa vừa nói ở trên, thì Rerovacin có thêm một hoạt chất cực kỳ quan trọng, đó chính là silicone. Sử dụng kem sẹo Rerovacin bôi lên vùng sẹo thì gel sẽ thẩm thấu vào bên trong để ức chế sự phát triển của các mô tế bào lồi, từ đó nó có thể làm mềm sẹo và xẹp sẹo đi. Ngoài ra thì nó làm giúp giảm ngứa giảm đau rất là nhanh. Ví dụ như là những ai mà bị sẹo lồi hay bị ngứa bị đau ấy, bôi kem trị sẹo Rerovacin tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì sẽ thấy là cái vùng sẹo đó giảm ngứa giảm đau rất là nhiều ạ. Và việc điều trị sẹo lồi bao giờ nó cũng khó hơn và mất thời gian hơn, cho nên em Hoa khuyên rằng mọi người phải thật sự rất là kiên trì. Và nhất là với những người đang bị sẹo lâu năm thì càng phải kiên trì hơn nữa. Sẹo lồi nó có một đặc tính, đó chính là nó phát triển to dần theo thời gian, cho nên là nếu như mà để sẹo lồi càng lâu sẽ càng rất là khó trị. Tiện đây thì em Hoa cũng hướng dẫn cho mọi người cách dùng kem sẹo như thế nào cho hiệu quả. Mọi người có thể hình dung giúp em, đây chính là vùng da bị sẹo. Trước khi bôi kem sẹo thì mọi người vệ sinh sạch sẽ vùng da bị sẹo bằng nước ấm. Sau đó lấy một lượng kem vừa đủ, thoa đều lên vùng sẹo ạ. Massage tầm khoảng 2 đến 3 phút để cho dung dịch ngấm sâu vào trong vết sẹo. Giữ nguyên vùng da đấy không đụng nước cho em Hoa tầm khoảng 4 đến 5 tiếng. Bởi vì nếu như mọi người rửa bằng nước thì nó sẽ trôi hết kem đi, cho nên là mọi người phải giữ nguyên cái vùng da đấy trong vòng 5 đến 7 tiếng. Sau đó thì mọi người mới rửa sạch lại bằng nước ấm. Như thế này là được rồi ạ. Chất kem khi thoa ra tay rất là mát, rất là dễ chịu luôn ạ. Điều trị sẹo bao lâu là có hiệu quả? Và có điều trị dứt điểm sẹo hay không? Đây chính là câu hỏi của rất là nhiều người. Thì tiện đây em Hoa cũng xin trả lời luôn là kem trị sẹo Skahel nó rất là hiệu quả và nó được mọi người khen ngợi rất là nhiều. Thế nhưng về câu hỏi thời gian bao lâu để hết được sẹo thì em Hoa không thể trả lời được. Bởi vì việc điều trị nó tùy thuộc vào tình trạng sẹo của mỗi người. Ví dụ như là những người có vết sẹo mới hay là bị nhẹ, tổn thương nhẹ thì điều trị sẹo rất nhanh. Thế còn là những người bị sẹo lâu năm hay là vết sẹo bị sâu ấy, chẳng hạn như da bị tổn thương quá nhiều như tai nạn do bỏng axit ấy, thì việc điều trị sẹo sẽ mất thời gian hơn và đòi hỏi chi phí sẽ cao hơn. Nhưng mà cụ thể theo khảo sát của khách hàng ấy thì em Hoa cũng xin phân tích ra như thế này. Đầu tiên đó là với những vết sẹo dưới 1 năm thì dùng sau 1 tháng sẽ cho hiệu quả là 100%. Những vết sẹo thứ 2 đến 5 năm thì hiệu quả là 80-90%. Những vết sẹo lâu năm hiệu quả là 70-80%. Ngoài ra để việc điều trị sẹo mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng thì mọi người nên uống thêm vitamin C, vitamin E, collagen hay là dùng thêm tế bào gốc. Về giá cả của nó thì như thế nào ạ? Về chất lượng của nó thì tốt như thế, thế nhưng mà giá thành của nó thì rẻ hơn rất là nhiều so với chất lượng của nó mang lại ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hoa đã vừa review cụ thể cho mọi người về dòng kem sẹo Skahel của Mỹ. Nếu như ai đang bị sẹo mà chưa tìm cho mình được phương pháp điều trị sẹo hiệu quả hay là chưa tìm cho mình được loại kem trị sẹo thích hợp, hay là những anh chị nào đang cần mua kem sẹo Skahel chính hãng, có thể liên hệ trực tiếp qua bên em Hoa qua số điện thoại 0985 22 9900. Bên em Hoa cũng có đăng ký số Zalo theo số trên ạ. Vì hiện nay trên thị trường nó có rất là nhiều hàng giả, cho nên là mọi người cần nên cẩn thận, tránh bị tiền mất tật mang. Riêng với bên em Hoa thì bên em cam kết là tất cả hàng bên em Hoa bán đều là hàng chuẩn ao luôn ạ. Nhất là về dòng kem trị sẹo Skahel này. Cảm ơn mọi người theo dõi video của em. Nếu như mọi người thấy hay thì mọi người có thể ấn đăng ký kênh, ấn like kênh và ấn theo dõi kênh. Em xin chào tất cả mọi người.